Xin chào các bạn, buổi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách lên sổ cái tài khoản bằng phương pháp nhật ký chung. Có giống lên trên mạng không? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lên sổ cái tài khoản bằng phương pháp Excel nhé. Cái này thì mọi người buộc phải nhớ. Tại sao mọi người phải buộc phải nhớ cái phương pháp này? Bởi vì thứ nhất, để kiếm được một vị trí kế toán ngon, không phải nghiệp vụ tốt là ok. Mà hầu như những cái doanh nghiệp mà tốt, doanh nghiệp lớn, họ toàn test bằng Excel. Đây là một cái điểm mấu chốt, hiểu ý không nhỉ? Có những cái vòng thi Excel gồm là làm những cái bài cơ bản, tức là những cái bài mà mọi người đã được trang bị rồi. Những cái phần khó hơn, tức là phải có những công cụ Excel mới giải quyết được. Tiêu biểu mọi người đã học được những công cụ như là Remodulicate, đúng không nhỉ? Khử trùng này, mọi người đã học được những công cụ như Data Validation này, hoặc là Private Table này, được chưa nhỉ? Thì những cái công cụ đó hoàn toàn có thể xử lý được cho mọi người ở những cái bài tập nâng cao. Anh đảm bảo một điều là vậy, rất là nhanh chóng. Cái phần thứ ba đấy thì là mọi người hầu như là ở đấy nó bắt mọi người có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là họ cho bảng cân đối tài khoản và lên bảng cân đối kế toán và lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Chỉ nhặt chỉ tiêu lên thôi, nhưng mà nếu mà không biết nhặt thì sẽ không biết làm, và chắc chắn là tổng tài sản sẽ không bao giờ bằng tổng nguồn vốn. Đảm bảo một điều là vậy. Tiếp theo là thứ hai đó là nó cho mọi người một tập chứng từ, chứng từ như mọi người đang học đấy thôi, được chưa nhỉ? Và yêu cầu là lên các sổ sách liên quan như anh đang dạy trong vòng khoảng nửa ngày. Thật sự thì nếu mà lên được thì có thể qua và thử việc, được chưa? Thì những cái doanh nghiệp mà người ta to to một chút họ thích tuyển theo hình thức đấy. Ok, còn bây giờ là một cái thao tác rất quan trọng là từ sổ nhật ký chung ta lên sổ cái tài khoản, được chưa nhỉ? Bước 1, mọi người mở cái sổ nhật ký chung lên. Có nhật ký chung hết chưa? Nghĩa? Có rồi gì? Rồi ok. Mọi người sẽ lên cái sổ nhật ký chung, mở cái sổ nhật ký chung ra. Bước 1, mọi người nhân đôi cái sổ nhật ký chung lên. Nhân đôi bằng cách click chuột phải. Click chuột phải chọn More Copy, được chưa nhỉ? Ok, mình sẽ chọn một cái ngay bên cái nhật ký chung luôn, như thế này đúng không ạ? Tôi sẽ kích vào, đúng rồi, Create a Copy, và tôi nhấn OK. Như vậy thì mọi người đã tạo được hai cái nhật ký chung nhân đôi, được chưa nhỉ? Đây là cái lưu ý bắt buộc cho mọi người, buộc phải tạo từ nhật ký chung sang, được chưa nhỉ? Bước 2, tôi sẽ đổi tên nhật ký chung này thành sổ cái. Được chưa nhỉ? Ok, mọi người sẽ đổi cái chỗ nhật ký chung thành là sổ cái tài khoản. Mọi người làm được chưa? Nhân đôi được chưa? Rồi, ok, sổ cái tài khoản. Xóa những cái không cần thiết đi, được chưa nhỉ? Insert cho anh hai dòng. Insert thì mọi người có cách insert nhanh là gì? Dùng shift cách chọn dòng, nhấn chuột phải nhấn Y, và tôi nhấn Ctrl Y dài, tức là lặp lại thao tác vừa dùng, đúng không ạ? Đấy, chèn hai dòng nhé. Được chưa? Mọi người làm như thế này chưa nhỉ? Rồi, sổ cái tài khoản này. Trình bày cho nó đẹp.
Rồi, mọi người thấy không ạ? Tôi xóa những cái dữ liệu liên quan đi, gồm mã đối tượng, shift cách, control cách. Tôi nhấn chuột phải, nhấn chữ chữ gì để xóa nhỉ? Để. Rồi, đây là một cái sổ nhật ký chung của tôi, nhưng mà đã biến thành cái sổ cái rồi. Đúng rồi. Tiếp theo tôi xóa toàn bộ dữ liệu liên quan, nhưng không phải là xóa dòng, mà tôi chỉ bôi đen những cái dữ liệu ở trong nhật ký chung, được chưa nhỉ? Chứ không phải là xóa dòng nhé. Bôi đen toàn bộ trong đấy và tôi nhấn. Nếu mà xóa toàn bộ thì tôi sẽ nhấn chữ. Không phải, à đúng rồi, xóa toàn bộ dòng á. Còn đây xóa mình dữ liệu trong một bảng ấy, mà xóa toàn bộ thì tôi nhấn delete. Đấy, tôi nhấn delete, được chưa nhỉ? Đấy, nó vẫn giữ nguyên cái định dạng nhé. Xóa hết dữ liệu trong đấy đi. Được chưa? Đấy, xóa hết dữ liệu đi. Ok chưa? Mục đích của cái này á, để làm gì? Để thứ nhất, mọi người thấy là cái mẫu, nếu mà tôi tạo một cái mẫu sổ cái riêng biệt, được chưa nhỉ? Khi mà tôi kéo công thức từ nhật ký chung sang thì tôi không lường trước được độ dài của nhật ký chung là bao nhiêu để tôi kéo hết công thức, hiểu không nhỉ? Nhưng tôi copy sang một cái sổ nhật ký chung y hệt như vậy thì tôi chỉ việc kéo hết dài đến hết cái độ dài nhật ký chung mà nó đang còn ở đây, thấy không nhỉ? Là khi đó tôi thả công thức ra, được chưa? Sổ cái thì phải lấy tự động từ bên sổ nhật ký chung sang, dùng công thức sang, được chưa nhỉ? Thì mọi người sẽ thấy chỗ ngày tháng ghi sổ tôi vẫn giữ nguyên, chứng từ số hiệu ngày tháng không thay đổi, được chưa? Diễn giải không thay đổi. Tài khoản nợ, tài khoản có thì tôi sẽ bỏ một cột đi, tôi sẽ chỉ ghi là tài khoản gì đối ứng. Chính xác, tôi sẽ xóa một cột đi và tôi chỉ ghi là tài khoản đối ứng thôi. Chỉnh sửa nhanh chính tả trong một ô thì nhấn. Đúng rồi, được mỗi cái đấy rồi. Được chưa? À, đây là một cái sổ cái tài khoản, nó có hình thức như thế này. Mọi người thấy không ạ? Tôi đã tạo cái sổ cái tài khoản như thế này. Rồi, bây giờ sẽ có điều kỳ diệu gì xảy đến? À, bây giờ thì mọi người sẽ tạo cho anh hai cột. Thứ nhất là tên tài khoản, hai ô. Tên tài khoản, mã tài khoản, được chưa? Sổ cái đẹp hay không thì một phần là mình dựa vào sổ nhật ký chung. Nó mà đẹp thì nó sẽ rất đẹp, sổ cái nó đẹp theo. Còn sổ nhật ký chung mà nhìn nó nhếch nhác thì sổ cái nó cũng nhếch nhác theo. Được chưa mọi người? Rồi, ok. Có nhanh quá không? Không. Bây giờ thì đã liên quan đến sổ cái rồi đúng không? Thì tôi chỉ lấy những cái đầu tài khoản cấp 1. À, thế thì mọi người sẽ biết lấy cái đầu tài khoản cấp 1 là ở đâu chưa? Bên cân đối tài khoản này. Cân đối tài khoản thì mọi người thấy là có rất nhiều tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 1 đúng không nhỉ? Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tạo một cái dữ liệu liên quan đến tài khoản cấp 1 thôi. Thì mọi người thấy không ạ? Có cái cấp đây, đúng không? Tôi sẽ chỉ lọc những cái đầu tài khoản cấp 1 ra thôi. Đấy. Đây, mọi người sẽ lọc, đúng không ạ? Lọc tài khoản cấp 1 ra này. Lọc tài khoản cấp 1 ra nhá. Có hai cái, một là cấp 1 này. Đó. Mọi người có cái này không? Lớp 246. À, cái cấp á,
cái cấp thì ví dụ mọi người em có cái cân đối tài khoản này chưa? Có rồi đúng không ạ? Thì sẽ thấy là như này, nếu mà bên đây có ba số, ba ký tự, hiểu không nhỉ? Hiểu không? Thì nó chính là cấp 1, không thì nó sẽ là các cấp còn lại, tiêu biểu là cấp 2. Thì anh sẽ làm là bằng if nếu len của cái này, len á, của cái này bằng 3 thì anh sẽ lấy cấp 1, không anh lấy cấp 2 và anh kéo xuống. Thế được chưa nhỉ? À, hôm anh rảnh anh phải làm video anh cho học online hôm nay. Lúc đầu buồn cười à? Bình thường anh không nghiêm túc à? Anh đùa thôi. Ok. Mọi người xong cái tài khoản cấp chưa? Xong chưa? Rồi đúng không ạ? Chưa? Chưa? Được chưa? Hả? Rồi nhá. Tôi sẽ lọc một cái đầu tài khoản cấp 1 ra. Mọi người thấy không ạ? Anh lọc tài khoản cấp 1, anh chỉ lấy cấp 1 thôi. Đây, anh copy ra một cái sheet mới. Ctrl C. Shift F11 mở một sheet mới. Và anh Ctrl V vào. Được chưa nhỉ? Đây, nó sẽ ra toàn bộ các danh mục của những cái cấp 1 đây. Thấy không? Shift F11 mở một sheet mới. Nhanh. Shift với F11 tổ hợp phím á. Được chưa? Các thanh niên được hết chưa? Bây giờ tôi sẽ đặt tên cho cái này là danh mục tài khoản, đúng không ạ? Mọi người biết cách đặt tên chưa? Nhấn chuột phải, nhấn chữ. Đây 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 đây, biết cách đặt tên chưa? Ừ, nhấn chữ A. Tôi đặt tên là danh mục tài khoản. Ok, được chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái sheet sổ cái. Mọi người thấy không ạ? Chỗ mã tài khoản. Được chưa? Mã tài khoản nhé. Tôi sẽ sử dụng chức năng data. Đúng rồi, validation. Chỗ allow thì tôi chọn list. Chỗ show này thì tôi nhấn gì? Nhân F3. Tôi chọn cái danh mục tài khoản, đúng không ạ? Enter. Ok. À, ở đây nó sẽ ra hàng tỷ cái tài khoản. Cấp 1,
chính là số cái những tài khoản này, đúng chưa nhỉ? Ừ, anh làm lại nhá. Em mới đặt tên chưa? Đặt tên chưa nhỉ? Rồi, tại cái mã tài khoản. Thấy tại cái mã tài khoản không? Tôi đã vào, kích vào data này. Đúng không? Tôi chọn data validation. Ở chỗ lead, ở allow thì tôi chọn lead này. Được chưa? Chỗ sau này thì tôi nhấn F3. F3 thì tôi sẽ chọn danh mục tài khoản to đùng ở đây, đúng không? Hả? Ai chưa làm được? Ở cái chỗ tên tài khoản nhé mọi người. Thấy cái tên tài khoản không? Thì tôi dùng cái gì để tôi lấy được tên? Đúng rồi. Ví dụ tôi chọn đây là đầu tài khoản 111, đúng không nhỉ? Thì ở đây tôi sẽ chỉ cần là bằng VLOOKUP. Lấy ở đâu? Nhưng vùng tìm kiếm của tôi là ở cân đối. Đúng rồi, cân đối số bất sinh. Mình chọn cái này. Phải mấy phải không? Đây anh phải 3 hàng tùy mọi người. Đúng chưa nhỉ? À, nó tự động nó ra cái tiền mặt rồi. Đúng chưa? Bây giờ tôi chọn cái khác là một cái tự động rồi đấy. Ra cái khác thì tự động nó ra tiền gửi ngân hàng. Đúng chưa nhỉ? Và tự động có bao nhiêu số cái thì nó lấy được, nhưng mà nó sẽ chạy theo cái mã tài khoản của anh. Mọi người hiểu không nhỉ? Đây, một cái này giúp cho mọi người nó tự động, và khi đó tôi sẽ rất dễ dàng để in các số cái khác nhau. Ở cái bên sổ nhật ký chung này mọi người thấy này. À, anh sẽ hướng dẫn mọi người cách là làm cái số cái này trước đi. Mọi người có thấy là ở đây nó có xuất hiện một con nào là số tài khoản cấp 3 không? À, tài khoản cấp 1 không? Không đúng không ạ? Nếu mà link từ sổ nhật ký chung sang sổ cái thì bên đây nó phải xuất hiện cơ. Có hiểu không? Nhưng nó có xuất hiện không? Không thì tôi phải tạo nó ra. Hiểu không nhỉ? Bằng cách là tôi dùng cái hàm gì? Đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là ví dụ như đang làm cái số cái 111 đấy em. Mà ở đây mình định khoản là 1111. Hiểu không nhỉ? Thì nếu mà link từ nhật ký chung sang số cái thì nó phải xuất hiện cơ. Phải xuất hiện mã tài khoản đó thì mình mới làm được. Nhưng ở đây có xuất hiện không? Không thì tôi phải tạo ra thêm hai cột. Gồm thứ nhất là tài khoản cấp 1 bên nợ, đúng không ạ? Đây mọi người sẽ tạo ra cho anh thêm hai cột tài khoản cấp 1 này, nhưng mà ở bên nợ. Hiểu không nhỉ? Dùng cái hàm gì? Hàm gì? Hàm gì để lấy được nhỉ? Sáu bốn hai hai thì làm sao để lấy được 642 em? Đúng hàm gì? Lép, nhưng mà phải có value. Vậy là số mà. Bằng value của lép. Có cái này. Phải 3. Đóng ngoặc lại. Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ kéo hết xuống. Bao giờ nó hết cái nhật ký chung thì thôi. Được chưa? Tương tự tôi sẽ tạo thành một cái tài khoản cấp 1. À, tài khoản cấp 1 nhưng mà nó nằm ở bên có. Nhưng mà khi in thì tôi sẽ không in hai cột này đâu nhé.
mình phải làm nào? Ấn đề, chính xác. Tài khoản cấp 1 có. Đấy, chữ ghi như vậy. Bên có thì tùy thích tạo bên nào cũng được. Bằng value của left của cái này 7.3. Tôi Ctrl D xuống. Rồi anh hôm trước xem lại cái video anh làm mà anh thấy thao tác nó cũng chậm mà. Chứ chậm thật. Thấy mấy thằng đăng video nó làm nhanh. Nó nói nhiều rồi cũng tin. Nói mọi người đã thấy là như thế này đúng không ạ? Thấy chưa? Mọi người sẽ thấy này. Anh giả sử như anh đang ở cái số cái 111. Anh đang số cái tài khoản 111. Được chưa nhỉ? Thì mọi người sẽ thấy này. Nếu tại cái ô này là bằng 111 đó. Đúng không nhỉ? Thế giả sử như là tại cái ô E9 không phải 642 mà là 111 thì đối ứng với nó sẽ là ô nào? OH9 hay là OG9 mọi người? H hay là G? H hay là G nhỉ? Thế ví dụ như là số cái tài khoản 442, 421 đối ứng của 421 là 421 à? Có vô lý không? Vậy thì khi đó thì đối ứng với cái tài khoản cấp 1 sẽ là cái tài khoản cấp 2 trở lên, đúng không nhỉ? Vậy thì ví dụ anh mà giả dụ nhé, nhìn này. Giả dụ cái ô E9 mà bằng 111 thì đối ứng với nó sẽ chính là OG9, đúng không? Có phải là đối ứng không? Hai bên đối nhau thì phải là đối ứng. Chuẩn không? Nếu cái ô H9 mà đang tài khoản cấp 1 mà H9, thấy không? H9 không? Mà bằng 111 thì đối ứng với nó sẽ là F9, đúng không ạ? Không thì lấy dấu, tức là nó không phải là 111 thì là tôi không điền gì, tức là điền dấu. Có hiểu ý không? Vậy thì tôi sẽ dùng cái hàm if để tôi lấy cái tài khoản đối ứng. Chuẩn chưa? Mọi người thử làm xem. Đây nhá. Rồi chứ làm đi rồi tí anh xem. Số cái này. Bằng if nếu cái này F4 cố định lại, phải cố định nhá. Mà bằng cái ô như nhau. Cái này. Được chưa? Thì tôi sẽ lấy ô đối ứng là ô này. Phải if nếu cái này cố định bằng cái này, đúng không ạ? Thì lấy đối ứng là lấy cái này, không thì lấy phải đúng không ạ? Thì hai ngoặc nó không chạy rồi đấy. Khi đó mình kéo hết xuống. Mọi người thấy là khi nhật ký chung thì nó có độ dài rồi. Ctrl D xuống. Đấy, thấy không nhỉ? Thấy không? Đấy, nó hiện chữ đây không? Đúng không ạ? Đối ứng với nó là cấp 2 đấy. Đối với 111 là 642 đấy, 133 đấy. Chứ không phải là 642 là 133. 632, 133. Sorry, anh dạy theo thông tư 133. Mọi người được, anh dạy theo thông tư 200. Làm hiểu không em? Làm rồi nói đi, tuyệt vời rồi. Làm rồi đi. Không đã, sao?
Quên, em trôn nhắc 10 nhỉ? Thế em 10 để bao. À, bây giờ mọi người sẽ lấy đơn giản chứng từ ngày tháng ghi sổ từ nhật ký chung sang, đúng chưa? Thế thì mọi người sẽ thấy là như thế này. Nếu mà tiến hành mà bằng rộng, đúng không? Thì có phải lấy rộng không? Đúng chưa? Đây rỗng thì bên đây phải rỗng hết. Đúng chưa? Còn không thì lấy ngay cái ô đầu tiên là ô D9 cái nhật ký chung. Hiểu không nhỉ? Hiểu không? Đây này, đây này. Không. Về lúc áp gì? Ở cái ô đầu tiên đây này, nó đang tương ứng với ô R9 thì diễn giải nó cũng phải tương ứng với ô D9 ở bên nhật ký chung, đúng không nhỉ? Nhưng nếu mà mọi người nhìn cái hàm rất đơn giản thôi, đây này, bằng if, nếu cái này mà bằng rỗng đúng không, thì tôi lấy rỗng rỗng, không thì tôi lấy cái ô D9, tôi đóng ngoặc lại, dễ thế thôi. Xong tôi kéo xuống, xong tôi kéo xuống, đấy đấy mọi người thấy không ạ? Ủa, này chán. Ừ, vui. Đây, cho nó rộng ra tí nào. Hả? Lấy tương tự ở các ô còn lại nhá. Bằng if cái này bằng rỗng thì lấy rỗng, không thì lấy cái ô nào vậy? Đây. Đây. C, V, V, kéo cái xuống. Đây. Không đúng lắm. Không đúng lắm thật. Được chưa? Em đổi thành ngày tháng nhé. Được chưa nhỉ? Em cứ đổi giúp anh đi. Được chưa? Đổi giúp anh nhé. Ký hiệu và số hiệu nó vô lý quá. Ký hiệu của chứng tử thì không đưa vào đây. Anh em mình đâu bên cạnh làm được. Ở đây có hiểu được cái nào đơn giản đấy không? Có hiểu được cái nào đơn giản đấy không? Tư duy cũng giỏi để hiểu được những thằng đơn giản đấy. Đơn giản. Sao anh biết được mấy cái này hay nhất? Hả? Sao anh biết được mấy cái này hay thế? Có nhanh không? Nhanh. Anh tư duy mà. Control F. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn làm sổ cái với điều kiện là lấy số phát sinh. Chúng ta vừa làm được những cái ngày tháng ghi sổ, chứng từ dẫn giải, tài khoản đối ứng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm số phát sinh. Mọi người sẽ thấy như thế này. Tôi sẽ đặt ở đây bằng hàm if, bằng if, bằng if. Nếu như cái ô D6 này ở bên sổ cái mà bằng
cái ô E9 là ô bắt đầu ở nhật ký chung, thì tôi sẽ lấy số tiền ở bên nợ. Đấy, tôi sẽ lấy số tiền ở bên nợ. Không thì tôi sẽ lấy rỗng, hoặc là tôi lấy số 0, tùy mọi người. Rất đơn giản vậy. Và như vậy tôi sẽ kéo xuống. Kéo xuống. Ctrl D. Và như vậy là nó đã ra được một chỗ. Tương tự tôi sẽ làm ở bên có bằng if. Nếu cái này tức là ô D6 F4 mà bằng bên nhật ký chung là ô H9 thì tôi sẽ lấy số tiền bên có. Không thì tôi lấy rỗng. Enter. Những cái hàm rất đơn giản như thế này thì cần những người có tư duy thực sự là phức tạp mới hiểu hết được. Rồi, và như vậy chúng ta vừa đã hoàn thành sổ cái, phương pháp làm sổ cái với mức độ hoàn thành là 69.96%. Đang còn một vài phần nữa, được chưa? Thứ nhất, sau khi mình làm xong cái này, được chưa nhỉ? Mọi người insert cho anh một cột ở đầu, được chưa nhỉ? Insert cho anh một cột ở đầu, đặt nó là số dư đầu kỳ. Insert cột, à insert hàng, hàng quên anh nhầm. LTHB. Số dư đầu kỳ. Được chưa nhỉ? Vậy thì mọi người sẽ thấy cái số dư đầu kỳ này thì tôi sẽ lấy ở đâu? Đúng rồi, tôi sẽ làm VLOOKUP, nhưng VLOOKUP vừa ở bên nợ và cả có nữa. Bởi vì sao? Vì là tài sản thì nó sẽ có số dư bên nợ, nhưng lỡ may đây là nó thuộc nguồn vốn, tài khoản thuộc nguồn vốn thì nó sẽ có số phát sinh bên có. Và bằng VLOOKUP đây, như là con này phải vùng tìm kiếm của anh là bên cân đối tài khoản đây, vùng này F4.1234 phải không? Nó ngoặc lại đây rồi. Tương tự sẽ làm hàm VLOOKUP ở bên cạnh bằng VLOOKUP cái đống này phải bên cân đối tài khoản nào. Đây. Tôi sẽ F4.5.0. Đấy, bên đây thì nó sẽ hiện rằng còn không, tức là nó chỉ có số dư ở bên nợ. Yeah, con này thì tôi định dạng thành dấu gạch ngang để cho nó chất lượng. Nó cái gì trời? Ok. Tốt lắm. A là T H A C. Cười nó thu âm ở đây. Học không nghiêm túc. Rồi, có số dư đầu kỳ chưa? Mọi người làm được cái này không? Tiếp theo, đổi cái cột tổng cộng thành số phát sinh. Được chưa? Và cuối cùng là thêm một cột số dư cuối kỳ vào. Đây là số dư cuối kỳ. Thì mình dùng hàm gì? Ở đây dùng hàm gì? Dùng hàm gì lâu nay vẫn làm á? Mark đúng rồi đấy. Biết dùng hàm mark chưa? Số dư cuối kỳ thì tôi dùng hàm gì? Rồi. Đây tôi dùng hàm mark nhá, bằng mark của cái này trừ cái này cộng cái này cộng cái ở trên đầu ấy. Cộng cái trên đầu đúng không? Trừ cái bên đây. Phải không? Đấy,
Đấy, tương tự bằng cái này trừ cái này cộng cái này, làm hết không? Trừ cái này phải không? Ở trước trước mắt à? Mắc. Enter. Rồi cái này bằng không rồi. Đấy. Đấy, làm số phát sinh và số dư cuối kỳ đi. A là THAC. Rất tuyệt vời. Nhìn đến đây đã rồi làm tiếp. Bây giờ đúng không ạ? Ở đây có những cái khoảng trống đúng không? Mình lọc và mình bỏ cái blank đi đúng không ạ? Chỗ cái tài khoản đối ứng á, mình bỏ blank đi. À như vậy là mình à quên. Bỏ blank bên đây chứ. Blank bên số dư đầu kỳ chứ. Này. Ngoài đây ra. Ok, thì tôi được một cái sổ cái như thế này. Mọi người thấy không ạ? Đấy. Hoàn thiện không? Ở đây có người lập sổ này, kế toán trưởng này, giám đốc ký tên đóng dấu, được chưa? Bây giờ tôi không thích tiền mặt nữa mà tôi thích tiền gửi ngân hàng. Enter. Tôi cũng ở đây tôi cũng bỏ blank đi, chọn blank này. Được chưa? Và bỏ blank. Nhấn một cái hai cái gì đấy. Enter. Đấy, tôi được một cái sổ cái liên quan đến 112. Nha, bây giờ tôi chọn tiếp các số 156 đi. Tôi cũng chọn. Đây, vào này. Đấy, lại liên quan đến số cái của 156. Nó đã tự đấy, tự chạy ra cho mọi người. Và có một chút thôi nhưng mà nó có khoảng mấy chục cái số luôn. Tuyệt vời không? Có đi. Làm được chưa? Thank you.
Ok ok. Một bộ đây là một bộ sổ cái nhá. Những cái sổ sách còn lại anh sẽ làm một video hướng dẫn. Video hướng dẫn thôi. Thì có làm chắc phải đến đêm. Mọi người nếu có hứng thú học thì hãy làm thêm video. Anh có niềm tin là hầu như là khoảng 90% đã không xem video đó. Ừ, tất nhiên rồi. Rất tốt mọi người biết đâu nhỉ? Anh ở quên. Lúc giao thừa anh sẽ khai bút bằng khai Excel. Sau đó anh up cái video đó lên cho mọi người hả? Có nhà anh có mỗi anh dùng một gói mạng mà yên tâm chắc chắn. Nhưng mà không có nước dùng anh. Mọi người thấy là cái khóa học này có đạt được tâm 100% như mọi người mong đợi. Lưu ý là cái khóa học này thì mọi người nếu những người đam mê Excel nó sẽ thấy thật sự là nó tốt. Tốt thật là cái khóa học mà nó khai sáng cho mỗi người đây. Quan trọng là Excel nó quan trọng thôi. Còn cái sổ sách kế toán này nhá thì chỉ thực sự cần thiết cho những người sau này không có tiền một phần mềm về dùng Excel. Còn khi đi làm thì chắc chắn 100% phải học phần mềm kế toán. Không có một doanh nghiệp nào bây giờ làm Excel nữa. Được chưa nhỉ? Mọi người có hiểu cái nguyên lý để làm cái này không? Cái này mới là cái hay. Mình làm được rất nhiều sổ sách đúng không ạ? Mọi người đã làm được này, sổ cái này, nhật ký chung này, sheet này. Đây là những cái hy vọng có. À không, một số khóa học trước á nó còn tạo ra rất nhiều sổ hơn nữa. Cái này thì do là gần Tết thì mọi người cũng đáng nhẽ anh phải dạy thì phải 2 buổi nữa mới hết được tất cả các sổ cơ. Mọi người nhìn nhá, đây ôi chưa bào cái nhỉ. À thế thì đến đoạn nào rồi? Cái cột thu của em đây nhé. Ở đây em lọc cái blank ra nhé, em lọc cái blank nhé và em điền con số 0 vào đấy được không? Đau đầu chưa?